những lời chúc của Minh Đức sẽ có ý nghĩa trong ngày trọng đại của đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Con lóc lán gọi su mà hoạt mà ngay bên bò bên mè bên lùng bên tá ái non keo lóng tỉ khở tàng gáy bán hẳn nơ con hẳn lèo bò mè sóng tàng ao ló sỏ khườn há rào hở hưng lấy cây mà nhờ thô nhờ lộc nhờ nà hong tròn súng chăng xin lạy tôi bao tôi sáo hầu mà đi tôi bao tôi sáo hầu có tớp cạo gạo súng mà liệp lắm chỉ bám mọi bá liệp na mọi khẩu tàu bán chỉ ngắm sinh tỉnh sao chẳng mọi hết bình bệnh kèn kinh mà ngài xót tàng ứng ý in xeo ta chỉ bạc mẹn ghen khởi khoam cục chẳng mười triển to này khoam bái chẳng mười triển to bỏ to mẹ bỏ mẹ ai nó có lưa lượng đưa hát của cậu chồng xịt chồng mư lấy nghền đi bò mì có nhang há bò mà có nhang xót xót lấy lờ nèo lờ nổi lờ thuế lờ lề tụp tay ngao khở bên phân khẩu phân ngày chẳng hiệp hoạt mỗi ngày bên bỏ bên mẹ bên lùng bên ta ai non keo lóng tỉ khở tàng cây ma nắng biển hiền bòm mi ăn lờ phá lùng tính nàng phịt nàng mén hầu chẳng cực chay hớt phá lùng hầu xó mỗi ngày chẳng dùng mồm phân khẩu phân ngày mình đi con bà con lùng con ống con ẩu ái non keo lóng tỉ khở tàng cây hầu chẳng du mà ít muốn ít hóm hở lục hở lát anh ăn có một món quà chúc khúc hở luộc hở lát hầu mến lơ khoan lóc lán ni hủ lấy xài trắng chăng triển cục hở tép xài triển phái hở tép năm của chăng mến chăng phai nòng khao bá leo khoam buốt của bay xài khoam tay của bay teo xong xăm khoam quặp giót si hà khót gặp chừa mà triển chài nay su hột mở ngài bên bỏ bên mẹ bên lùng bên ta ái non keo lóng tì khở tàng cái ma nàng tiếc hiền bòm khoam cục bái tay lời hở bá lung tính có vi như bài lời con hát lèo con ống con ẩu con bà con lùng ơi con bá mà sóng non hầu mà đi sóng non người sóng non chỉ bác khán ta mừng bục mừng bún khán tẩu bác khán ta mừng bẩu mừng phả khán lồng khán phê phua mìa chom chẩu nấu cu xoàn cua xưa liền xong mự lấy nghìn đi bò mì bò mẹ xong tàng có nhang há bò mà bò mẹ xong tàng có nhang xót xót lấy lờ nèo lờ nổi lờ thoái lờ lề bầy âu xong non mà du họ hơn điếu chờ đi ái răng xót thay lời hở trung tâm tổ chức sự kiện rạp gửi tâm thu xót chúc hở xong non cá ni mưa lùn buôn cá ni mưa ná chúc hở xong non hạc nòng bom khinh bom kha hạc nòng phá tín phá mừ phúa bay hãy sửa mìa tham ha mìa bay nà hở phúa tam khâu phúa có nhà thiên xía mìa nhà thiên hai chúc hở xong non ốc phí nà phả mơ hở mi lúc nghinh mà xếp lầy hở mi lúc chay mà xếp nèo hườn mưa nà xong non nơ vâng ạ à, kính thưa toàn thể quý vị thì vừa rồi Minh Đức có nói một vài lời cảm ơn chúc phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta bằng tiếng Thái thì chắc chắn rằng một số con khách đến đây sẽ không hiểu được Minh Đức đang nói gì và giây phút ở đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng trở về với tiếng phổ thông của chúng ta để cho tất cả quý vị chúng ta hiểu rõ hơn. Kính thưa toàn thể hôn trường kính mến, quả thật thì cảm ơn Thượng Đế đã ban xuống cho trần gian chúng ta một món quà hay gọi một cách kính trọng hơn đó là một mẫu vật khi chúng ta sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của tình cha và tình mẹ và đến lúc trưởng thành chúng ta lại được sống với một tình yêu mãnh liệt hơn đó là tình yêu đôi lứa và tình yêu của tuổi trẻ cũng vì tình yêu đôi lứa đó đã đem chú rể Đại Thùy đến được với cô dâu Lê Thư chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Kính thưa toàn thể hôn trường kính mến, quả thật thì anh còn son em cũng còn son ước gì ta được làm con một nhà, đó là những điều mong muốn của đôi trai tài gái sắc chúng ta. Và hiện nay cô dâu và chú rể chúng ta đã trở thành hiện thực, thì giây phút đây xin trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng về lâu đài hạnh phúc của đôi bạn trẻ để chúng ta cùng đến với lõi rễ rót chiều hồng của chú rể và cô dâu. Xin trân trọng kính mời chú rể Đại Thùy hãy dùng chai champagne đầu tiên mà ban tổ chức chúng tôi đã dành chọn cho chú rể và cô dâu. Xin trân trọng kính mời. Và xin mời chú rể chúng ta hãy từ từ bóc nắp champagne và mở.